bây giờ con vợ mình nó lại đi vô đây mua cá mà mình không biết chỗ nào. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm được nó. Trên bản đồ thì nó lại hiện sai, nó lại hiện là rất là xa. Không biết là mình đi vô đường này thử xem. Ok, vô thử. Không có mình lại đi ra. Bu, hang này nó nào bu? Đoàn à? Rồi mà khó chung sắc, khó lấy con xua. Nhưng mà xua, ọc đoàn là gì hết? Ọc đoàn á. Score. Ọc quên bò. Ta nói người ta không biết chỗ này chỗ nào. Bây giờ mình cứ đi thử đi. Để người ta bán cá. Wow, đàm. Bây giờ ở đâu ta? Không biết chỗ nào. Mình đi thử đây nữa đi. Đây các bạn thấy ha, mình đang đi ở trên. Dạ, ở trên này là nhà mình, nó đóng ở trên nước. À, thấy ghê. Các bạn thấy cái đường mà đi không? Đó. Ồ. Oh. Không biết nó đâu ta. À, xuôi đây bọn, come here. Sao sao ở đây là tàu cá rồi. Thì nó đâu ta? Các bạn thấy hoàn cảnh, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy hoàn cảnh ở đây không? Đó. Nhìn rất là buồn ha. Chắc là ở bên kia có quầy cá không? Mình qua đó, bên đó mình hỏi thử xem. Được khi người ta lại bán quán cua. Ok, mình đi. Bye bye mọi người. Ở cuốn không? Hả? À đây, chào tiên, chào đi. Nhưng mà mơ bà bò đó, ổng đòn đó. Ok, chào tiên, chào đi. À, bây giờ mình đi vô đây. Chỗ nào? Bây giờ đi tới thứ này xem. Không nào, tao còn không bắn nó này. Ô, không thấy, không biết ở đâu rồi. Bây giờ mình phải điện thoại hỏi những cô vợ mình nó ở đâu. Ở đâu rồi ta? Là sao kiếm bây giờ? Tôi thử đường này. Các bạn có thấy không? Đường đi rất là ghê. Đó. Cái gì ghê quá. Ý. Ôi. To không ban à? À, ok. Ở cuốn bọn. Ta nói ở trên đó đi không được. Nâng, nâng, ok, ok, ok. Như một đoạn á. Các bạn thấy ha, ở nhà ở đây ha, mỗi nhà đều ở trên một cái ván. Nó rất là vui ha. Mình đó là ở trong cái khu đất liền. Ở đây là dãy nhà này giống nhà lớn biển rồi.
Ôi. Ủa ở đây vậy nước ngọt ở đâu người ta sống ta? Mình qua tới đây. Tới đây là hết đường đi rồi. Tới đây là vô nhà người ta đã hết đường đi rồi. Không còn đường đi nữa. Vậy đi đường nào qua ta? Giờ phải trở lại, trở vô đất liền rồi đi qua rồi. Đi, phải đi lại. À, các bạn thấy ha, ở đây là có đường nước sạch nè. Đó, người ta chạy vô nhà người ta luôn. Cho nên ở đây là nước sạch là không thiếu rồi. Vậy là có nước sạch. Ở đây người ta nhậu hơi nhiều. Ý ơi, nhâm su tích ấy. Han này to nó nả ấy. Chị rất. Nè. Lô cái phi đâu? To này. Nè, lô cái phi, lô cái phi cho bố bố phim. Ok, oh good, oh good. Người ta nói là nhà tốt ở trong đây. Ủa sao nãy mình vô đâu thấy đâu ta. Nhà Pi Đòn tức là nhà số 2. Cái gì vậy ta? Sao nãy mình vô đâu thấy ai được đâu. Chắc phải gọi đó rồi. Sao lại chỉ mình vô hướng này ta? Phật nhà đây à? Không thấy ai hết. Không biết đi như thế nào bây giờ. Cuối cùng người ta chỉ mình là mình nên đi ở đây. Tao thoáng à? Họ quên. Người ta nói mình đi ở đây, mình đi thử. Mình nè, mau tinh đam. Tao nè, ok. Như một cái giòn á. Họ quên, họ quên. Tao à? Bạn à, con nhỏ đỏ nha. À tới rồi. À, ở đây hả? Xua ọc đồng đâu nã đâu nã. Ừ, chị ngang á. Ủa đi ao bay hả? Ồ cô đi. Bây giờ con vợ mình ở trong lúc mình tìm nó thì bây giờ nó đã ở đây, nó đã mua một cái ghẹ nó ăn trước rồi. Hello. Hello. Ăn một mình không đợi. Mẹ Vy á, con Mỹ nha. Chẳng mua tắt, chẳng cho tụi mua tắt. Đó, ở dưới cho tụi mua tắt.
Mua hết nhiều tiền, cái này hết nhiều. À, bà làm một khoảng 150 tiền mình. Giá cũng không có mắc, giá rẻ. Các bạn thấy ha, con cua này cũng chắc lắm. Đó, cứ ngắt à, cái này hơi ớt nè. Ok, bây giờ mình ăn nha. À, sau đây đã chén nọ nè, rồi bây giờ là mình không ăn nữa. Quyết chí không ăn nữa. Bây giờ chỉ có một người ăn thôi. Các bạn thấy ha, cái cảnh rất là đẹp luôn. Ở đây ăn ha, mình nhìn thấy cảnh biển, nhìn thấy những cái tàu đánh cá. Ở bên đây á, là người ta làm cá nè. Các bạn thấy ha, người ta làm cá để chuẩn bị cơm chiều. Cũng có thể là người ta bán. Tại mình không nói được tiếng Campuchia, cho nên mình không hiểu người ta làm gì. Đó, các bạn thấy ha. Đó, cái cảnh rất là đẹp. Đẹp lắm ha. Bây giờ mình sẽ đi dạo ở đây để xem người ta đi tàu. Chào con á. Mình có mà. Con tàu. Con tàu. Mà cui, nhâm sting tàu. Bây giờ mình sẽ đi ra một cái bờ biển này để mình xem. Ở đây là chắc là cái bình oxy để người ta lặn xuống biển. Ở đây là cái tàu chắc là người ta đi đánh cá nè. Ê, em bé đây quá trời. Mình xem bé đây hay ha, đi nó không sợ té xuống nước ta. Đó, đây là chiếc tàu người ta đi ra đánh cá. Đó, các bạn thấy ha, tàu lớn rồi chứ. Ở đây người ta phơi cá đây nè. Con thì ấy thấy à nà ok à có một con cá à. Cái này cá gì ta? Cá ngát hả ta? À, cái này giống như dạng như cá mập đấy. Ờ, cái này cá dạng cá mập. Oxy bay mẹ oxy bay ớt. Ờ, à, thầy tốt tốt hả? Thầy nhâm chừng ăn ớt. Nhớ ớt đỏ. Không biết cái này con cá này lạ quá, không biết cái gì. Đi xuống này thử xem. Ở đây người ta đánh cá ha, mọi người đều dân trời hết. Con gái thì ở nhà làm cá, còn con trai thì đi ra tàu. Nó chạy à? Chưa giới tụi nó chạy hết rồi. Ở đây nè các bạn, người ta sau khi ta bắt ghẹ xong người ta nuôi ghẹ trong đây nè. Đây mình kéo ghẹ lên thử nha. Kéo lên thử chút xíu đi. Đó đó các bạn thấy ha, người ta kéo lên nè, đó. Thấy chưa? Đó, ghẹ nè. Ở đây ghẹ là tên tiếng Campuchia là đam. À bu ơi, thư ơi. Đúng rồi, ok, con bu. À, bây giờ người ta nuôi ở đây. Thấy không? Người ta ai mua thì cứ lại mà mua thôi. À, ngon nghe không? Chị ngang nha. Ờ, con bu. À, bu, nhưng mơ bu nấu niệm mẹ em. Nhưng mơ bu nấu niệm mẹ. Hồi nãy. Mẹ nó có kia như là hơn đó. Ồ vậy hả? Nãy thấy rúng lộn bên kia. Ừ. Ok, ta. Mình sao tạo qua đây đi. Được không? Về kêu đi. Ờ, giờ mình nói ở đây mình kêu tạo qua vẫn được. Để mình kêu luôn cho khỏe. Ở đây cảnh nó đi dễ thương quá, người ta ở đây cũng hiền khô và vui vẻ nữa. Thích cuộc sống ở đây ha. Ngày nào cũng có đồ ăn hải sản ăn hết. Bên này người ta có con cá này nè. Đó. Cá này bắt đầu người ta nãy giờ người ta cạo dãy, cạo vải nó ra. Người ta lấy thịt dùng cá thắt lát nè. Đó là người ta làm dùng cá thắt lát các bạn thấy không? Đó, người ta làm dùng cá thắt lát gì đó. Thầy. Đây người ta làm cá thắt lát nè, thành con canh ăn nè. Đó. Cái này là chắc giống như dạng như cá bóng dừa. Ê, như cá bóng dừa luôn mà không biết phải không nữa.
Đây là người ta cắt ra những cái vảy nó giống vậy, chắc là luộc lên ăn thôi. Đây là các chị em đang tắm ở đây nè, dễ thương ghê ha. Nghe em khỏi như máu min bập đây tao. Min ở đây người ta tắm cho em bé ở đây luôn. Xin xin đây cú cú cắt cơ mùi tức. Đây em bé ha, người ta tắm ha, rất là dân dã. Ừ ok, bye 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 mọi người đi con, bye bye. Chú này trên đây tò mệt quá ngủ rồi. Cũng hay ha, người ta ngủ được trên đây. Bây giờ mình đang đợi tàu từ bên kia qua. Người bên đã kêu họ rồi, thì bây giờ họ đang tài chạy qua bên đây. Không biết tàu nào nữa. Mình ơi. Hello. Hello. Sister đây. Hello. Mặt thấy ghét. Thầy khô. Cái này là người ta đang ướp cá khô để bán. Cái này giống cá gì không biết nữa, nhưng mà cái này cảm thấy cá này hơi xương. Đây mình chỉ lại gần cho các bạn xem nha. À, tàu đến rồi, tàu đến rồi. Bây giờ mình phải xuống tàu. Alo cô ơi. Giờ xuống sao ta? Nhâm xăm tàu. Em đang coi. Nhưng mà theo chú biết không? Khai bọn tôi là mình đó. À chỗ này có cầu thang để mình xuống nè. Cầm ở bộ tí tí. Cầm ở bộ nhận thời. Tao muốn không á? Bây giờ mẹ xuống trước nha rồi con xuống. Ok. Cười, cười. Wow, lọ. Người ta lái hay ghê không? Lái như mình lái xe hơi trên bờ. Ô, lọ. Lái như mình lái xe hơi trên bờ luôn. Các bạn thấy không? Người ta bẻ mà còn hơ luôn ha. Đó các bạn thấy tù xa tú uống không? Còn cái các bạn thấy bên đây là cái tòa nhà casino, đây là của người Trung Quốc xây dựng. Còn bên đó là của sân bay quân sự của Trung Quốc. Mà hôm hổm mà mình có nghe báo đài nói là Trung Quốc qua đây đầu tư quân sự đó, là ở khu đó bây giờ nó đã cấm vậy. Nó đã cấm người nước ngoài vô rồi, mình thì nước ngoài mình không cho vô được. Đây đảo Cao Cao, đây đảo Cao Long Salam. Đó các bạn thấy ha. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Cho nên ngoài hôm nó đã xuống. Ở đây rất thích nha. Ở đây mà nếu mà mình làm du lịch thích hơn là ở Cao Long Salam. Nhưng mà ở đây thì xấu hơn, nên nó dơ bẩn hơn. Cao Long Salam thì nhìn nó sạch sẽ lắm. Mà ở mọi nơi thì có một cái cuộc sống ở đó mà. Đây cái đất liền hồi nãy là khi mà mình bước ra mình bước lên tàu là ở đây nè. Đây là khu đất liền, lúc nãy mình bước lên tàu. Đó các bạn thấy ở chỗ này thì bãi biển nó đẹp hơn. Mà ra đây thì bây giờ chưa làm cá, người ta làm nó hơi dơ. Với lại bãi biển ngoài đây đá ngầm không à. Ở trong đây thì nó sạch hơn, ở đây nó có bờ kiếp biển. Thấy không? Thấy không?
nó sợ. Hình như có người lão hay sao á. Có một lần ra vô như vậy á, một người là 5.000, ra vô như vậy là ra du lịch thành ra là trả gấp đôi. Còn có người trên đảo á, người chơi trên đảo một tour đi ra đi vô là 5.000. Hai đảo này gần đất liền ha, giống như là sông của mình vậy đó, nhưng mà mình đi sông thôi chứ không phải là đi biển nữa. Ở sau lưng mình là hoàng hôn á. Bây giờ mình đã bỏ xa đảo King Island đằng sau rồi, các bạn thấy không? Ở đây sau lưng mình là chú lái tàu. Bây giờ là hoàng hôn, 6 giờ chiều rồi. Mà trời rất là đẹp nha. Cái cầu tàu nè, lôi vua á. Ok. Mà bạn á. Bạn ơi. Ở côn bu. Nè, mình đã xuống tới nước rồi. Đó, chú đang kéo tàu vô. Ok, mau hơi. Đó. Mau mau, tập bộ. Ôi. Tính ra đi một hai lần như vậy, một người vậy là 5.000, một người vậy là 5.000 cũng rẻ ha. Ở cô bố. Wow, các bạn thấy không? Hoàng hôn rất đẹp nha, mặt trời đẹp lắm. Tuân, xả ra. Ờ. Ồ, Minte nè. À. Cái này ha, mình đi bộ ra ha. Đó. Bây giờ mình quay lại. Ở đây có mấy em gái làm gì à? Ủa on vậy sợ xảy nó nè, xảy nó này à hả? Mơ tích tích bạn đó. Mi nè. Ok, tàu mơ tích tích. Nhưng chồng mơ Mi nè. Không mà đá hả? Dạ đôi mơ hai đôi. Nào xe nút đôi lúc là đôi cà phê á. Bò ơi, mau. Bây giờ cái hành lục bay xả ra. Tại ốc nhà hả? Lôi chở nè. Đây cái công quay điện. À. Téo có nhà tiếp. Đúng không? Giờ phải nâng tao được không? Nào này à? Và để phải nâng tao được không? Ok. À, nè. Là ok.
nó này mềm, này là bi nè mềm sậy à, nướng á, còn nướng á nướng có à sậy à nướng ớt mơ thu ba đá tại vì lại cái hiệp ca hiệp ca có min mui hả? Vâng. Sảy là mui te hồi nãy hả? Gái là nhà hồi nãy hả? Vâng. Có một nhà thôi hả? Nguyên để tao một chua nó từng o. Hả? Chua tăng thì nguyên nó từng o mà. À hao là từng o. Vâng. À do nó. À nhưng mơ mui nè. Ok. Ủa, ở xăng, xăng nó nè. Minh xăng ớt. Lại có. Ơ, tao té. Nó này ở minh xăng á. Mà hao à, tôi sắp. Tôi sắp à. Tôi sắp nhầm à. Ồ, tôi sắp nhầm. Ui. Game hả? Dạ, lên game. À, lên game đánh bài. Chung kia thôi. Các bạn thấy không? Người ta trong đó người ta đang đánh bài. Đó. Quạt. À, quạt. Đồ nè. Ô. Quát nè. À thế à thế à ta. Cho nè. Kê chở nè. Cho nó đang ra chỗ á. Chân nè. Rồi chỗ là lại cái đạn đó. Bảo ở chỗ ta. Ờ. Lục bò. À, ok. Wow, xả ra. Các bạn thấy không? Biển trước mặt đẹp ghê không? Đó, mát nữa. Ok. Thầy lưới đánh cá. Đi người ta bắt cá buổi tối hay buổi sáng? Buổi tối đi hả? Buổi tối hả? Cái này bữa được ở đây nhỏ đi vui ghê ha. Nhà cái nào cũng nhỏ à. Làm cá. Ở đây cũng có điện đó hả? Có máy lạnh luôn hả? À. Làm khách sạn. Bạn em. Bạn em. Bạn em hả? Bạn. Là con thao. À.
Bây giờ mình đang đi ra cái bờ biển mà đẹp đẹp. Thì đường hơi khó đi tại ở đây người ta chưa có khai thác du lịch nhiều lắm. Mình chắc là khai thác du lịch chắc là mình là người rất là hiếm. Hiếm. Ủa người du lịch ít khi đến đây lắm hả? Buộc lại nó ở biển tại Mao. Là cái gì? Sà ma. Sà ma ở đây á hả? Vâng. Có ma không? Dạ miền đây thì ta chứ. À người ta nói thôi hả? Vâng. Ở đây ngày xưa bố bớt giết người hay sao mà sà ma? Ở đây miền mẹ ở Long Tắc Lạp cầm chiếc rắn. À. Lên tắc cuối. À hiểu rồi. À giống như người ta đã chết dưới nước phải không? Giống như ở đây người ta sợ ma tại vì giống như là tương truyền là người ta chết nước nhiều lắm. Giống như kiểu là đuối nước. Trần con khmer hả? Con nít á, con nít chết nhiều lắm, em bé. Cho này hả? À, ok. Con vô, con vô. Cái để người ta kêu mình xích chiếc xe vô. Ở con mù. Tới đấy em này nói ở đây á, lâu rồi nhưng mà đi tới đấy 1-2 lần hả? Ông biết xảy tàu thứ ấy, nước mét. Dạ. Biết xảy tàu là lên bàn á, ông biết xảy tàu thứ ấy. Biết xảy á. À, người ta nói là cái đảo bên đó đó, các bạn thấy không? Khi mà nước rút xuống thì người ta có thể đi qua đó được luôn, lội qua được. À, chỗ này người ta cũng đi nữa nè. Cái này là hình như người Trung Quốc không? Hồi nãy đi người Trung Quốc không? Không phải người Khmer. Khmer à? Đây cái chỗ người ta cắm trại cũng là một bãi biển để tắm. Nhưng mà anh thấy không đẹp như là ở bên kia. Bên kia đẹp hơn đúng không? Ủa cái đó mình em nói là hồi nãy là nước rút xuống là mình qua đó được không? Bên đó các bạn có đảo á ha. Khi mà nước rút xuống là mình có thể lội qua luôn. Ở đây là cái khu dã ngoại của người ta. Người ta này dã ngoại ở đây. Nó này hơi bề bộn xà rác. Hôm nay thứ bảy, chắc có lẽ mọi người đi du lịch hơi nhiều. Cái dừa này đẹp quá ta. Chẳng biết có gì nữa. Nó giống như đảo Phú Quý của mình vậy đó. Chỉ là dân trại sinh sống thôi. Quán ăn phố xá cũng ít. Vì đảo này người ta chưa có khai thác du lịch. Ok. Thôi nè. Tao theo không? Ủa thường có người du lịch nào qua đây chơi không em? Người ở nước ngoài á? Minh chở nè. Minh ăn lê America hết. Minh khổng lõn trang của Minh ấy là Minh ấy. Ừ. À. Chân chở chiên. John hỏi, John ơi. Minh chở chiên á. Minh xảy. Xảy KTV. Nước ớt. Đó, thầu ơi. thầu. Các bạn thấy ha, cái hoàn cảnh ở đây nè, nó giống như đảo Nam Du mà cái đoạn mà sơ khai á, khi mà mình qua lúc 10 năm trước thì nó giống như vậy nè. Nhưng bây giờ thì phố xá nó dọn dẹp, nó làm đường xi măng hết rồi, thành ra không còn cái nét nguyên thủy. Đó các bạn thấy ha. Đường đi nó cũng giống như là còn cái hoang sơ của ngày xưa. Ở đây mình có thể thấy được cái người chài họ làm việc, bây giờ là họ bắt đầu đăng lưới, họ chuẩn bị lưới. Đó họ chút xíu nữa họ lên ghe, rồi sau đó họ ra thuyền họ đánh bắt cá. Em này là mẹ là người Việt Nam, ba là người Miên, sinh ở đây luôn.
Ủa, ba Việt Nam, mẹ Việt Nam luôn. À, dạ ba. Dạ ba mẹ là người Việt Nam luôn. Tôi thấy em này là biết tiếng Việt rồi ra đây tự nhiên gặp, vô tình gặp. Rồi cái em này chở đi vòng ngắm cảnh chơi nè. Em này dễ thương lắm. Chập đam hả? Chập đam hả? À, tức co, nước đá. Đi mình nóc nhà chở này ha, té nhìn mơ có thế ở to đấy to té ở nè to nên được kia mẹ à lục thầy nó đi em bạn mình win à.